Linh kiện của xe test playcam F11S của anh Phương. Anh Nguyên tiếp nhận thì máy bị va chạm và cũng im bù, anh không hoạt động. Bên kiểm tra thì anh có bôi dầu vào thì khả năng anh bôi vào nó hỏng mất hai motor. Thế nên em thay hai motor rồi nhé. Đây hiện tại im bù động bình thường. Điều chỉnh kim bồ lên xuống xem nhé. Đấy. Đấy. Máy bay lên kim bồ động bình thường nhé.